Xin chào em, hôm nay chúng ta sẽ học tiết 6 trong quyển sách Minano Nemo phần 1. Và ở bài 16 này thì chúng ta sẽ học các ngữ pháp sau đây. Thì phần số nhất, chúng ta sẽ học cách nối động từ với động từ. Thì làm thế nào để nối động từ với động từ thì chúng ta có ngữ cấu trúc như sau. Đó là động từ tuyến T cộng với động từ tuyến T cộng với động từ tuyến mát. Để khi muốn nối hai động từ thể mát với nhau thì chúng ta sẽ chuyển hai động từ thể mát này sang động từ thể T và câu cuối thì vẫn giữ nguyên. Chúng ta lấy một ví dụ sau đây. Maya sa sư vô chữ o si te sao o abite asa go hàng o tabemas, thì có nghĩa như sau: hàng sáng tôi chơi thể thao rồi tắm rửa sau đó ăn sáng. Thì ở đây ta có sư vô chữ o si te chuyển từ sư vô chữ o si mas, sawa o abite chuyển từ sawa o abimas, câu cuối cùng là asa go hàng o tabimas thì chúng ta vẫn giữ nguyên. Lấy ví dụ tiếp theo, đó là kino no ai ga kande ai ga o mite kohi o nonde nemashita. Thì ở đây ta có mite chuyển từ mimas, nonde chuyển từ nonimas, thì nemashita thì chúng ta vẫn giữ nguyên, thì có nghĩa là tối qua tôi xem phim tại rạp rồi uống cà phê sau đó đi ngủ. Rất dễ đúng không? Chúng ta sẽ đến tiếp phần số 2 của ngữ pháp bài 16, đó là nối tính từ đôi y. Làm sao để nối tính từ đôi y thì chúng ta sẽ có cách sau đây. Chúng ta chỉ cần bỏ y sau tính từ đôi y cộng với cụm t. Chúng ta lấy ví dụ sau đây thì sẽ hiểu ngay. Ví dụ như kimura sang wa wakai cụm t kirei desu, thì ở đây ta có wakai. Wakai là tính từ đôi y, chúng ta bỏ y thêm cừ t cộng với tính từ phía sau, chúng ta sẽ có nghĩa như sau: Kimura sàng hoa trẻ và xinh, chị Kimura trẻ và xinh. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm một ví dụ nữa: Vietnam ryori wa oishi cừ t yasui desu. Thì đây ta có oishi cũng là tính từ đôi y, chúng ta bỏ y thêm cừ t cộng với tính từ phía sau thì ta có đồ ăn Việt Nam ngon và rẻ. Đúng ạ, ở Việt Nam thì chắc chắn rồi, đồ ăn ngon lại rẻ nữa, không như bên Nhật. Người Nhật sang bên Việt Nam thì rất thích ăn những món ăn vỉa hè Việt Nam, tại vì nó vẫn giữ được cái hương vị của người Việt ngày xưa, không như những cái nhà, không như những các nhà hàng, những nhà hàng sang trọng đó người ta thường hay cầu kỳ hóa món ăn lên, thì nhưng mà cái bản sắc với lại cái hương vị cũng mất đi, nên là người Nhật khi sang Việt Nam họ cũng rất thích ăn những món ăn vỉa hè. Chúng ta đến tiếp phần số 3, ngữ pháp phần số 3 của bài 16, đó là nối tính từ đôi na hoặc danh từ. Để nối tính từ đôi na hoặc danh từ thì chúng ta bỏ na sau tính từ hoặc danh từ cộng với đế. Chúng ta có ví dụ sau đây: la mưa sảng hoa han sa mưa đế sinh sư chữ đế. Thì ở đây ta có hansamu desu, thì hansamu là tính từ đôi na cộng với desu, sensei chữ desu, thì ta có nghĩa là bạn nam đẹp trai và thân thiện. Hoặc lấy thêm một ví dụ nữa, đó là rin sang wa betonamu jin desu ryugaku sei desu. Thì ở đây ta có betonamu jin là danh từ đúng không ạ, thì cộng với desu, bỏ na cộng với desu, ryugaku sei desu, thì ta có bạn là người Việt Nam và là du học sinh. Đến tiếp pháp bài 16, sau khi làm gì thì làm gì tiếp theo, thì ta có cấu trúc như sau: động từ thể T cộng với kara cộng với động từ thứ hai. Mẫu câu này dùng khi hành động một, có nghĩa là hành động này kết thúc thì sau đó động từ phía sau sẽ được tiến hành, động từ thứ hai này sẽ được tiến hành. Ví dụ như shigoto ga owatte kara biru o nomi ni ikimasu, đó là có nghĩa là sau khi làm việc xong tôi sẽ đi uống bia. Thì ở đây ta có OAT chuyển từ OARIMAT cộng với KARA ở phía sau là thứ hai, đi uống bia. Sau khi kết thúc công việc tôi sẽ đi uống bia. Lấy thêm một ví dụ cụ thể nữa, đó là KUNI E KAETE KARA ABC KAESA DE HATARAKIMASTA. Thì ta có KAERIMAS chuyển sang thể T là KAETE cộng với KARA ABC GAISA DE HATARUKIMASTA, có nghĩa là sau khi về nước tôi đã làm việc tại công ty ABC. Tiếp theo đến phần ngữ pháp số 5, thì phần này ta có cấu trúc như sau: danh từ thứ nhất cộng với wa cộng với danh từ thứ hai cộng với ga cộng với tính từ cộng đẹp. Thì mẫu câu này
mẫu con này dùng để miêu tả tính chất và đặc điểm của người hoặc vật hoặc địa điểm nào đó. Ví dụ như sensei wa kami ga nagai desu. Thì ở đây ta có sensei là danh từ cộng với wa cộng với kami cũng là danh từ thứ hai cộng với ga cộng với tính từ nagai desu, có nghĩa là thầy giáo tôi tóc dài. Tiếp theo một ví dụ nữa là hano wa tabemono ga oishi desu. Thì ở đây ta có Hà Nội là danh từ cộng với wa cộng với tabemono cộng với ga cộng với oishi desu, có nghĩa là đồ ăn ở Việt Nam hoặc là đồ ăn ở Hà Nội ngon. Tiếp theo chúng ta đến phần ngữ pháp số 6. Phần ngữ pháp số 6 thì chúng ta sẽ sử dụng đôi dắt tê. Thì mẫu câu này dùng để hỏi cách thức, phương pháp để làm một việc gì đó, làm thế nào, làm bằng cách nào. Thì ví dụ cụ thể như sau: Tokyo eki made doyatte kimasu ka. Thì ở đây ta có To eki made cộng với doyatte ikimasu ka, hỏi là chúng ta đến Tokyo bằng cách nào bây giờ. Tiếp theo chúng ta đến phần ngữ pháp cuối cùng của bài 16, đó là dolo cộng với danh từ người nào và cái nào. Thì dolo dùng để hỏi khi muốn xác định chính xác chủ thể giữa hai chủ thể trở lên. Ví dụ như sau: hôm sau ngoá dolo hito desu ka. Thì ở đây ta có dolo là người nào, hôm sau ngoá là bạn hùng, là người nào, vân vân. Thì chúng ta sử dụng dolo hito. Hito là danh từ, là người nào, cùng sáng mắt dolo hito. Như vậy là chúng ta đã học xong ngữ pháp bài 16. Và ở bài 16 này thì nói chung là cũng rất đơn giản, nên là các em hãy cố gắng tìm hiểu, hãy cố gắng về nhà học thêm với phần ngữ pháp này để cái giọng của mình sẽ được tốt hơn. Và thầy rất cảm ơn các em đã nghe phần giảng bài 16.